Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Chúng ta có thể nhìn thấy một cặp loa rất đẹp đang đứng bên cạnh Bá Hùng Audio đây đúng không ạ? Nhìn thì rất quen thuộc nhưng mà cũng thấy khá lạ lẫm đúng không ạ? Đây là mẫu loa Tannoy Aden, một mẫu loa mà được giới chơi đánh giá là nghe hay, bày đẹp, giá hợp lý. Đó, và cái cặp loa này thì đặc biệt hơn chút xíu nữa, đó chính là về phần giá êm. Và kèm thêm đó chính là cái phần hoàn thiện vỏ thùng bên ngoài đã được Bá Hùng Audio spa lại với cái diện mạo là sơn bóng piano hoàn toàn các cạnh, từ phần nóc này, hai bên hồi này, phần mặt tiền trước cũng như là phần hậu sau. Như chúng ta biết thì loa vintage về tới Việt Nam thì 100% đều phải trải qua công đoạn đó chính là dọn dẹp, trong đó thì có spa lại vỏ thùng. Bởi vì là cái thùng gỗ mộc ấy thì lâu ngày sơn chắc chắn nó sẽ bị bợt hoặc là không đều màu nữa. Thì chính vì vậy chúng ta muốn có một cặp loa đẹp để trưng và chơi thì chúng ta phải đánh lại cái màu bên ngoài để cho nó được đẹp hơn đó. Tuy nhiên thì không thể nói với cái tình trạng loa là vỡ, dập to hoặc là đóng lại thùng thì những cái đó hoàn toàn không, mà Bá Hùng Audio dựa trên thùng nguyên zin của nó. Thay vì chúng ta xử lý cái vỏ thùng như mộc thì Bá Hùng Audio đã lựa chọn một cái phương án để chúng ta có thể chơi được bền hơn và chơi được lâu dài hơn, đặc biệt là cái tính thẩm mỹ của nó tăng lên rất nhiều cho một đôi loa giá trị hơn rất nhiều nữa đó. Và bên em đã lựa chọn những cái đơn vị thi công làm vô cùng là chất lượng với rất nhiều những cái lớp sơn và trải qua những cái kiểm tra gắt gao. Chính đích thân em là người giám sát và kiểm tra từng cái lớp sơn một. Như chúng ta biết thì cái lớp sơn piano này để hoàn thiện nó thì không dễ dàng như là sơn gỗ bình thường, bởi vì chỉ cần một cái gợn nhỏ thôi hay là một cái con vật nhỏ, con muỗi, con ruồi gì đó đậu vào thôi, nó bị gợn lên thì lập tức sẽ phải xử lý lại từ đầu. Bởi vì nó gợn lên là chúng ta không thể đánh bóng được, và khi chúng ta sơn lên nó sẽ hiện cái vết đó lên. Cho nên là cái công đoạn hoàn thiện thùng loa này nó rất là khắt khe và yêu cầu là kỹ thuật rất là cao. Trải qua sơn rồi lại mài đánh bóng, rồi sơn mài đánh bóng rất rất nhiều lớp thì mới tạo ra được một cái lớp vỏ chúng ta sờ láng mịn như này. Không thua kém gì những thương hiệu audio trên thế giới hiện nay làm lớp sơn vỏ piano, và em dám khẳng định điều đó. Đó. Còn lại thì nguyên zin nguyên bản 100% bên Bá Hùng Audio sẽ cam kết cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy là đẹp hơn hẳn so với lại cái diện mạo mộc mạc của nó đúng không ạ? Đó. Và 100% thì những cặp loa Aden nói riêng và những cặp loa vintage nói chung về tới Việt Nam thì đều phải xử lý spa lại vỏ thùng. Đó, còn thùng thì vẫn giữ nguyên zin nguyên bản, không đụng chạm gì tới kết cấu hay là đóng lại thùng, cái đó thì đảm bảo quý vị bạn yên tâm. Tiếp theo nữa thì về phần gân loa 100% cũng đều sẽ phải thay, bởi vì là gân mút thì sau một quãng thời gian sử dụng khoảng vài chục năm thì nó sẽ bị mủn và nó không chơi được nữa, hoặc là chai cứng, thì bên em cũng lựa chọn cái phương án là thay lại cái loại gân đúng theo của Tannoy, rất là mềm và nhún. Và gân béo này thì không phải là gân nào cũng lắp vào được, phải đúng gân đặc chủng của Tannoy thì mới lắp được. Đó, nó vẫn đảm bảo cái độ nhạy nguyên bản là 91,5 dB. Đó, và nói tiếp về cái cặp loa này thì tại thời điểm trước Tết năm 2024 thì nó có giá dao động từ 52 cho tới 55 triệu đồng, vì đây là một cái cặp loa được người chơi đánh giá rất cao là tiền ít thịt nhiều, tức là âm thanh của nó rất hay so với tầm tiền. Và bây giờ tại thời điểm này thì mức giá nó lại vô cùng hợp lý. Cái chi phí mà để hoàn thiện được cái lớp sơn bên ngoài như này thì nó đã cao hơn bình thường rất là nhiều rồi, và nó phải trải qua cái quãng thời gian xử lý rất là lâu. Đó, thì chính vì vậy nó cũng sẽ nhỉnh hơn vài triệu so với những cái phiên bản thường. Đó, và hiện tại thì cặp loa này đang có mức giá để chúng ta giao lưu là 45 triệu đồng, một mức giá rất hợp lý, thậm chí là gần tới 10 triệu đồng so với lại 6 tháng trước trở về năm 2023. Đó, thời điểm này thì chúng ta mua audio giá rất hợp lý, so tốt nhất so với lại từ trước tới nay luôn, em đảm bảo như vậy. Đó. Và cái cặp loa này thì chỉ có phần vỏ thùng thì đã được spa lại dưới một cái dạng là sơn mài đẹp như này và thay gân. Còn lại thì mọi thứ em đảm bảo nguyên zin 100%. Đó, và em có trang bị thêm những cái miệng lỗ thông hơi này. Chúng ta nhìn thấy nó cũng đẹp hơn rất nhiều đúng không ạ? Trước đây thì
chúng ta nhìn thẳng vào những cái lỗ thông hơi mà nó làm bằng giấy thì nhìn nó không được sang tương xứng với cặp loa đã được làm lên đẹp như này lắm. Thì em đã phải tìm, cất công tìm rất là lâu thì mới tìm ra một cái miệng lỗ thoát hơi nó vừa với lại cái lỗ thoát hơi của loa. Đó cũng rất là kỳ công. Thực sự là cái cặp này thì em phải mất khoảng tầm hơn 2 tháng để hoàn thiện nó. Hơn 2 tháng. Đó, riêng cái phần vỏ sơn và phần để tìm những cái phụ kiện để làm cho nó đẹp thêm. Đó, và tuy nhiên là tất nhiên là những cái đó thì nó không hề ảnh hưởng gì tới cái chất âm của loa cả, mà nó chỉ làm đẹp hơn thôi. Cả về phần vỏ sơn cũng như là phần cái lỗ thoát hơi kia không hề ảnh hưởng một chút nào. Và Bá Hùng Audio thì bán ra vẫn cam kết là thu lại và hỗ trợ nâng đời cho anh em, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm nha. Loa zin không có hề thay đổi gì về chất âm. Đó. Và cặp loa này thì nó là một cái mẫu loa thùng nằm trong cái series Legacy. Mẫu loa thùng cỡ lớn chúng ta có thể chơi được trong những căn phòng có diện tích khoảng trên dưới 40m². Sử dụng bát 40cm, đó, bát 40cm, màng giấy gân mút kiềng vuông và loa chép đồng trục tổ ong. Cái đời kiềng vuông này thì là đời nâng cấp của bản kiềng tròn, hay còn gọi là Aden Mark 1 trước đây. Đó, và bản này thì nó ra đời khoảng những năm 1979 cho tới sau những năm 1980 thì nó vẫn còn tái bản thêm vài lần nữa. Đó, và đến bây giờ thì để sưu tầm được những cái thùng loa mà vuông thành sắc cạnh mà còn đẹp như này thì thực sự rất là hiếm. Đó. Chính vì vậy thì em đã cất công xử lý để chúng ta có một cái cặp loa chơi và sưu tầm một cách lâu dài, đặc biệt là khí hậu Việt Nam ấy, khí hậu nhiệt đới như mình ấy, thì cái việc mà lớp sơn như này nó sẽ bền bỉ hơn rất nhiều cho cái kết cấu thùng. Đó. Và cặp loa này thì cũng có độ nhạy cao lên tới là 91,5 dB, trở kháng là 8 ohm, công suất là 85W, cho nên là chúng ta có thể lựa chọn rất dễ dàng nhiều dòng âm ly trên thị trường, và ngay cả những chiếc âm ly đèn cũng có thể phối ghép rất tốt với lại cặp loa này. Đó, và Bá Hùng Audio hôm nay cũng lựa chọn một chiếc âm ly đèn đến từ nhà Lachman. Đây có thể nói rằng một bộ đôi luôn, cậu mợ. Đó, âm ly đèn Lachman chạy bóng L34 SQ38. Đây là chiếc âm ly bản kỷ niệm, bản signature, bản chữ ký đặc biệt của hãng Lachman, với cái thiết kế đẹp hoàn toàn so với lại những cái phiên bản trước. Đó, và trước đây thì nó cũng có những cái thời điểm giá sấp xỉ khoảng 60 triệu đồng, thì nay chỉ nhỉnh 50 triệu một chút xíu thôi, được một chiếc máy có thể nói rằng tuyệt đẹp như thế này. Và nó có đầy đủ chỉnh bát, chép, ba lăng để chúng ta có thể chơi và thay đổi cái âm sắc theo nhu cầu. Đó, và bóng L34 chúng ta biết rồi, rất là êm, ngọt và nghe nhạc trữ tình rất là phê. Và thêm 6 cái bóng pre nữa, trong đó thì có bóng 12AT7 và 12AU7, cũng như là 12BH7A. Đó, và toàn bộ những biến áp đều của Lachman. Nói chung là một chiếc âm ly bóng đèn mà tầm khoảng hơn 50 triệu đồng thì rất là hợp lý rồi thời điểm này. Và quan trọng là máy đẹp, xuất sắc và zin nguyên bản. Đó, nên như anh em nào chốt cả bộ thì sẽ có mức giá siêu tốt nha quý vị bạn. Đó, ngay bây giờ thì không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ test âm thanh của cặp loa Tannoy Aden phiên bản đặc biệt sơn mài piano. Đó, và với chiếc âm ly Lachman SQ38S phiên bản signature. Và xin mời quý vị bạn cùng nghe ngay bây giờ. Anh em nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio theo số điện thoại hiển thị dưới phía dưới màn hình đây để có mức giá tốt nhất cho combo này nhé. Thank you.
And my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for love. Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình đừng tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thương yêu muôn đời, càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.